cao mình giữ rồi đè cái mũi xuống luôn, nó độc chỉnh đích luôn rồi, quá dữ, quá cao luôn, mặt ngựa luôn rồi. Lúng cái đít xuống quá trần rồi. Đeo con tên một rồi. Xe cuốc quà móng lên giọng cần rồi nha mấy bạn. Quà móng lên là giọng cần đá đúng không? Đặng hầu giọng cừ đá xuống nè nghe. Ngoài kia máy bay bay phun thuốc luôn đó. Máy bay vừa phun thuốc bịt sáng quèo đang móc giọng cừ luôn. Vào là đằng hồ dòng cực đá xuống nè nha. Đây là chú Lực, chủ sáng khỏe sáng quèo nè, số điện thoại chú, số mấy chú? 078 683 283 2848 2848. Ai có muốn cần liên hệ gì điện số này, ai có làm sáng quèo múc hầm múc gì đó là điện chú là ở Kinh Ganh nè nha, Kinh Ganh xã Đồng Bình nó gần gần đây chú làm trơn hả. Đây sáng quèo của chú nè, sáng này không mấy chú, sáng quèo 03 nè. Bây giờ là dưới công dây điện luôn rồi, vừa vừa dướng cái chạy rồi. Dây điện ở trên nó chặn ai luôn rồi. Chỗ quá hẹp luôn rồi. Dây điện đẩy mạnh lên mới được chướng rồi. Dướng dây điện luôn rồi. Dướng dây điện khó móc qua.
hết biết hẹp rồi, không biết đường quơ luôn. Ghe ra về luôn, xuống phà luôn, cái trẹt cao trên trời vậy. Trẹt quá cao trên không biết sao xuống được nữa nè. Đất quá đất rồi, tự ra bớt. Rồi chuẩn bị ghe xuống phà luôn. Chỗ này cái bến mới cạp bên mé này lúng qua lúng. Wow, đất cho ngon lành luôn. Chết xuống cái chạy rồi. Quay ra quẹo cái chẹt vô luôn và vô luôn. Cần máy đạp qua luôn nữa. Quá chừng cái trẻ cao trên trời rồi. Ép vô cho ghe cho vỏ qua cái mới xuống luôn được.
và cho láng luôn. Xong vào đắt bỏ lên thêm luôn. Quá chừng dính miếng lưới rồi. Quay ngang giọt về luôn, quá ngon. Lực xe cuốc cho bình khẩu cho bà con nào có đè chài. Đồ về an toàn luôn, quá đã.